Cha chào con. Con là cha. Con tên gì vậy? Dạ con là cha, con tên là Maria Đào Thị Bích Diệp ạ. Con đã thuộc các bài đọc lễ mùng 1 Tết chưa? Dạ con là cha, con thuộc rồi ạ. Rồi mời con đọc cho mọi người nghe nè. Bài trích sát thắng thế thiên chúa phá phải có như vật sáng trên vòng trời để phân lễ ngày và đêm để là rồi trích sát định cho các ngày đại lễ ngày và năm và thiên chúa phải có như vật sáng trên vòng trời phải chiếu soi mặt đất và như vậy thiên chúa đã tạo ra hai vòng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vòng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm và ngày cũng tạo ra các ngôi sao. Ngài bảo như vòng sáng trên vòng trời phải chiếu soi mặt đất để phân rẽ ánh sáng vào bóng tối và như vậy thiên chúa thấy thế là tốt đẹp. Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe: thưa anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên sao cho mọi người thấy anh em hiền hòa và rộng rãi, Chúa đã gần đến. Vậy cho anh em biết thế là chân thật, thế là tinh tuyền, thế là đà mệt, thế là đà khe, thế là gia thấp tiếng tốt, thì xin anh em hãy để ý. Tên mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thưa anh em đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Vì vậy mạng sống chẳng quan trọng hơn quả ăn và thân thể chẳng quan trọng hơn áo mặc sao? Anh em hãy nhìn xem trên chim trời mà học hỏi, chúng không gieo không gặt và cha của anh em ở trên trời vẫn chẳng nuôi chúng sao? Anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim đó. Anh em hãy nhìn hoa huệ ngoài đầu mà rút ra bài học, ngay cả vua Salomon dù viên hoa tột bật cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Huống hồ anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vậy anh em đừng lo cho mặc sống, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc, vì những thứ đó dân ngoại vẫn đang tìm kiếm. Vậy trước hết anh em hãy tìm nước Thiên Chúa, có những thứ khác thì người sẽ thêm cho. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Rồi các bạn cho bạn một tràng vỗ tay thật lớn nào. Rồi cha cảm ơn con rất là nhiều. Vậy nhân dịp đầu xuân năm mới thì con có lời nào chúc cho tất cả cộng đoàn không? Trước hết con xin cảm ơn Chúa và nhờ hồng ân của Chúa mà con có được ngày hôm nay. Con cũng cảm ơn cha đã hướng dẫn và chỉ bảo chúng con có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự hướng dẫn của cha. Nhân dịp đầu xuân năm mới, con chúc đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và toàn thể cộng đoàn được tràn đầy hồng ân của chùa xuân, nghị xuyên chúa của mùa xuân ban cho đức cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và toàn thể cộng đoàn được may mắn, bình an và được thăng tiến thành công và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa xuân ban cho. Rồi, cha cảm ơn con rất là nhiều, một lời chúc rất là hay. Rồi, cho con một tràng vỗ tay thật lớn nữa nào. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì cha cũng thay lời cho tất cả mọi người mến chúc con sang năm mới được mạnh khỏe, bình an, rồi chăm ngoan, học giỏi, đặc biệt là học giỏi giáo lý nữa và kinh thánh để làm hành trang trong đời sống đức tin của con. Cha chúc mừng con nha. Con cảm ơn cha. Rồi, cảm ơn con.